Đôi dòng tiểu sử Đức ông Thomas Trần Trung Hà. Đức ông Thomas Trần Trung Hà, tên khai sinh là Trần Văn Giang, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1942 tại giáo xứ Hữu Vi, giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Địa chỉ: thôn Hữu Vi, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông bà cố sinh được 6 người con, 4 trai, 2 gái. Đức ông là con thứ 3. Ở độ tuổi đến trường, ngài được bố mẹ cho học tại trường làng, xã Tân Cơ, Tiền Hải, Thái Bình. Nay là xã Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình. Khoảng 10 đến 11 tuổi, ngài được gọi vào giúp lễ cho cha Đa Minh Nguyễn Duy Thọ, lúc đó đang coi sóc giáo xứ Hữu Vi. Từ đó, ơn gọi của ngài bắt đầu được vun trồng và trổ bông cho đến ngày hôm nay. Ngài có người anh thứ hai là Thomas Trần Văn Hải, đi theo giúp lễ cho cha Thomas Phạm Văn Hiệt tại giáo xứ Thanh Minh. Sau khi anh Hải mất, ngài đã về Thanh Minh giúp việc cho cha Thomas thay cho anh mình. Năm 1954, theo Hiệp định Geneva, cha Thomas Phạm Văn Hiệt đưa ngài di cư vào Nam. Khi biết tin này, mẫu thân của ngài không đồng ý cho con mình di cư nên đã chạy theo tới bến đò Cồn Nhất để đón ngài về. Vâng lời thân mẫu, ngài từ biệt cha cố để trở lại gia đình. Năm 1956, theo lời mời gọi của cha Tổng đại diện Đa Minh Đinh Đức Trụ, trong thư chung thông báo chiêu sinh lớp chủng sinh mới cho tiểu chủng viện của giáo phận, ngài cùng một số anh em khác được cha Vinh Sơn Phạm Đình Thiệp giới thiệu để gia nhập tiểu chủng viện. Năm 1957, ngài được cha Giuse Trần Trọng Hậu, giám đốc tiểu chủng viện, nhận làm nghĩa tử và đổi tên cho là Trần Trung Hà. Sau khi học xong cấp 2, vì không có chương trình tiếp theo nên ngài phải rời trường về lại gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà ơn gọi của ngài bị mai một. Với ước mơ trở thành linh mục để rao giảng tin mừng cho Chúa và cho mọi người, ngài không ngừng rèn luyện và học tập. Năm 1961, cùng với một số anh em khác, ngài được Đức cha Đa Minh Đinh Đức Trụ gọi về tòa giám mục để tiếp tục tiến trình đào tạo. Sau 4 năm tu học, ngày 2 tháng 2 năm 1965, ngài đã được Đức cha Đa Minh chuyển chức phó tế tại nhà nguyện tòa giám mục. Sau khi chuyển chức, Đức cha gửi các thầy về quê và tiếp tục đào luyện theo chương trình bán trú. Ngày 29 tháng 1 năm 1968, đúng vào thời khắc giao thừa Tết Mậu Thân, trong ngôi nhà nguyện tĩnh mịch và thanh bình của tòa giám mục Thái Bình, ngài được Đức cha Đa Minh Đinh Đức Trụ chuyển chức linh mục cùng với hai vị khác. Sau khi chuyển chức, các tân chức lại được gửi về gia đình âm thầm thực thi thánh chức và chờ đợi ngày được công khai. Dù không hề phạm pháp, nhưng ngày 3 tháng 7 năm 1972, cha bị chính quyền bắt và bị biệt giam trong suốt 4 năm mà không được xét xử, không có bản án. Lễ ba vua năm 1976, cha được trả tự do trở về quê nhà trong sự kiểm tỏa của chính quyền. Năm 1986, cha được gọi lên học khóa 1 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Năm 1988, sau khi kết thúc 2 năm học tập và tu luyện, cha Thomas trở về giáo phận chuẩn bị cho ngày đi nhận sứ vụ mới. Ngày 12 tháng 2 năm 1989, mùng 7 Tết năm Kỷ Tỵ, ngài được Đức cha Giuse Đinh Bình bổ nhiệm làm chánh sứ giáo nghĩa và phụ trách các sứ Cao Mại, Dương Cước, Đồng Quan, Thân Thượng và Trà Vi. Năm 1995, ngài được Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang bổ nhiệm làm quản hạt Kiến Xương
và trưởng ban tư vấn của giáo phận. Ngày 26 tháng 10 năm 2006, chiếu theo thỉnh nguyện thư của Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Ngài được Đức Thánh cha Benedicto ban tước hiệu Đức Ông để ghi nhận công đức và tinh thần hy sinh cho giáo hội nói chung và cho giáo phận Thái Bình nói riêng. Ngày 5 tháng 6 năm 2008, Ngài được Đức cha Francisco Nguyễn Văn Sang bổ nhiệm làm chánh xứ An Lập và Tây Làng. Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Ngài được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ bổ nhiệm làm giám đốc đền thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch và hạt trưởng hạt Bắc Tiền Hải, đồng thời quản nhiệm giáo xứ Nam Thái. Ngày 6 tháng 1 năm 2019, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chấp thuận đơn nghỉ hưu của Đức ông sau những đóng góp rất to lớn trong vườn nho của Chúa trong suốt những năm qua. Giờ đây, vì sức khỏe cũng như tuổi tác, Đức ông đã được nghỉ hưu. Tuy nhiên, Đức ông vẫn tiếp tục đóng góp và phục vụ giáo hội bằng những lời cầu nguyện hàng ngày cho giáo hội và cho giáo phận. Trong những ngày cuối của cuộc đời, Đức ông Thomas bày tỏ mong muốn được trở về nhà chung giáo phận. Trong thời gian nghỉ hưu tại đây, Ngài được Đức cha, quý thầy trong gia đình tòa giám mục và tập thể y bác sĩ cùng với một số anh em giáo dân túc trực ngày đêm để chăm lo cho Ngài. Đức ông Thomas Trần Trung Hà đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà cha vào hồi 0 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 78 tuổi.